Lạy Chúa Thánh Thần xin đến với chúng con trong buổi cầu nguyện chiều hôm nay. Xin Chúa Thánh Thần hãy đến với chúng con trong buổi cầu nguyện mừng mẹ về trời 15 tháng 8 2019 tại giáo điểm Tin Mừng. Mỗi người chúng con đang cầm trên tay một cái trống trống. Trống trống không thể bay được nếu không có gió. Gió đó chính là Thánh Thần. Gió muốn thổi đâu thì thổi, công không biết gió từ đâu tới, nhưng thấy được hiệu quả của gió là làm bay những cây trống trống. Chúng con cũng không thể đến đây được nếu Chúa Thánh Thần không hướng dẫn, không đưa chúng con đến đây. Lạy Chúa Thánh Thần xin hãy đến với chúng con trong buổi chiều hôm nay, buổi chiều cầu nguyện với chủ đề Sao Được Về Trời. Maria, hôm nay giáo điểm Tin Mừng chúng con họp nhau ở đây để mừng mẹ về trời. Mẹ về trời nhưng mẹ vẫn ở với chúng con mãi mãi. Mẹ về trời nhưng mẹ vẫn yêu thương đoàn con dưới thế. Mẹ nhìn đi, những đứa con của mẹ, đứa thì đau, đứa thì bệnh, đứa thì nghèo, đứa thì què, đứa thì tâm thần, đứa thì mắt mát, đứa thì xì ke, ma túy, đứa thì ngáo đá, đứa thì hoang đàng, đứa thì phá sản, đứa thì lầm lỡ, rồi đứa thì gia đình đổ vỡ, tan đàn sẻ nghé. Mẹ nhìn đi, những đứa con của mẹ, những đứa con dân tộc lặn lội núi rừng đến đây. Mẹ nhìn đi, những đứa con của mẹ từ nửa vòng quay trái đất, nó đã bay một chuyến bay cấp tốc để về đây với mẹ. Mẹ nhìn đi, những đứa con của mẹ là những người ngoại đạo, là những anh chị em tôn giáo bạn, là những người đang khao khát tìm kiếm chân lý, tìm kiếm ơn cứu độ, là Đức Giêsu con của mẹ. Mẹ có thương chúng con không? Chắc là mẹ thương lắm. Chúng con cũng thương mẹ lắm. Vì mẹ đã ban Đức Giêsu cho chúng con, vì mẹ đã đứng dưới chân cây thập giá với Đức Giêsu. Và Đức Giêsu đã trao phó chúng con vào tay mẹ để mẹ chăm sóc. Chúng con hơn 3 năm qua núp dưới tà áo mẹ, mẹ đã che chở, gìn giữ chúng con thoát bao nhiêu là nguy biến, bao nhiêu là kẻ thù vây quanh, bao nhiêu là khó khăn, dập vùi tơi tả. Chúng con chỉ biết chạy đến núp áo mẹ mà thôi. Và chiều hôm nay chúng con cũng chạy đến núp áo mẹ với cái trống trống mà chúng con cầm trên tay, đủ màu sắc hết mẹ ạ. Mẹ thích màu nào? Màu vàng, màu xanh, màu đỏ, màu cam, màu tím, màu hồng. Những đứa con của mẹ, mỗi màu là một hoàn cảnh khác nhau. Con chắc là mẹ thích tất cả mọi màu. Màu nào cũng đẹp, màu nào cũng dễ thương, màu nào cũng ý nghĩa và màu nào cũng được lòng thương xót. Xin mẹ cùng cầu nguyện với chúng con chiều hôm nay nhé mẹ. Cô đơn ơi, cha sáng thiên đường.
Mẹ ơi, chúng con chiều hôm nay đến với mẹ để chúng con tìm được lời giải đáp cho cái thắc mắc sao được lên trời. Tìm câu trả lời cho thắc mắc sao được lên trời. Con người ta có bốn cái gọi là tứ diệu đế, bốn cái mầu nhiệm, bốn cái kỳ diệu mà con người chưa tìm được câu trả lời. Đó là sinh ra đã cảm thấy đau khổ, càng có tuổi lão càng thấy đau khổ, ốm đau bệnh tật cũng càng thấy đau khổ, và cái chết lại càng làm cho con người ta bế tắc và đau khổ tận cùng. Sinh, lão, bệnh, tử. Chả lẽ cuộc đời con người cứ chìm mãi trong bể khổ như thế sao hả mẹ? Chả lẽ chúng con sinh ra rồi cất tiếng khóc, rồi càng thêm tuổi càng thấy đau, rồi ốm đau bệnh tật rồi chết đi, vậy cuộc sống còn nghĩa lý gì không? Thưa mẹ, hôm nay chúng con xin giới thiệu với mẹ đến đây những anh chị em ngoại đạo, những anh chị em tôn giáo bạn, những người đang tìm kiếm mẹ. Xin mời những anh chị em đó thôi, chúng ta dơ cao cái trống trống của mình lên. Đây là những anh chị em tôn giáo bạn, đây là những người ngoại đạo, đây là những người đang tìm kiếm mẹ. Chúng ta một tràng pháo tay để chúng ta chào mừng những anh chị em đó. Vâng, xin mời các anh chị để hạ trống trống xuống. Mẹ nhìn thấy những khuôn mặt của họ, mẹ nhìn thấy những khuôn mặt thật là đơn sơ, thật là hồn nhiên, thật là ngây ngô của họ. Chúng con cảm thấy vui lắm vì được những con người như thế đến đây, những người anh chị em đến đây để chia sẻ với chúng con. Và bây giờ xin mẹ cầu bầu cùng Chúa ban thánh thần cho chúng con để chúng con tìm được câu trả lời sao được lên trời trong buổi cầu nguyện chiều hôm nay, buổi cầu nguyện mừng mẹ về trời. Còn chúng con tự hỏi sao được lên trời. Bye.
công phúc là Thánh Maria. Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Mẹ ơi, bây giờ thì con đã có thể tìm được một câu trả lời, đó là sao được lên trời. Như bài hát vừa rồi con nghe có người hát rằng là muốn được lên trời thì con phải nghe và làm theo lời Chúa. Muốn được lên trời thì con phải sống, thực hành lời Chúa. Vâng, chúng con sẽ cố gắng. Và bây giờ chúng con xin trở lại thời thơ ấu của chúng con. Cái thời chúng con mới sinh ra sao mà đẹp thế? Chúng con mới sinh ra sao mà dễ thương thế? Chúng con mới sinh ra sao mà như những thiên thần đang đứng trước tòa mẹ đây? Chúng con mới sinh ra sao mà như những thiên thần đang chầu trực phụng sự mẹ ấy? Thế rồi thời gian trôi qua, càng lớn con càng thấy mình yếu đuối, tội lỗi nhiều hơn. Xin mẹ cho mỗi người chúng con trở về cái thời thơ ấu, cái thuở mới cất tiếng khóc chào đời, được nghe tiếng ủ ơ, tiếng ru hời của mẹ. Mẹ ru con bằng tiếng ru của lòng thương xót. Mẹ ru con bằng tiếng ru của tình người, của tình Chúa. Xin cho chúng con được trở về thời thơ ấu của mình. Vì Chúa nói với chúng con rằng, nếu các con không hoán cải và trở nên bé thơ, các con sẽ không được vào nước trời. Chưa từng thấy trẻ sinh ra
Thưa anh chị em, chúng ta đã tìm được câu trả lời. Chúng ta đã tìm được câu trả lời qua những giọng hát rất là ngây ngô, rất là đơn sơ của các bé. Khi sinh ra thì người ta khóc vì người ta không biết nó sẽ như thế nào, vì người ta nghĩ đời là bầy khổ, vì người ta chưa biết đến lòng thương xót. Chúng ta là con cái Chúa, con cái mẹ, ta hạnh phúc vì ta được sinh ra đã là con của Chúa, là con của mẹ. Ta được hạnh phúc, ta sinh ra là ta có lòng Chúa xót thương. Và ta được hạnh phúc vì ta biết rằng ta sinh ra từ Thiên Chúa thì ta cũng sẽ trở về với Thiên Chúa. Vâng, cảm ơn mẹ qua những đứa bé đã cho chúng con có được câu trả lời cho thắc mắc thứ nhất của chúng con là khi sinh ra đời là bể khổ. Trần có vui sao chẳng cười khỉ. Nhưng chúng con sinh ra, chúng con hát tiếng Hallelujah. Hallelujah. Vì chúng con được làm người và được làm con Chúa. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc là ơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc là ơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc là ơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Thưa mẹ, chúng con được sinh ra rồi, chúng con được lớn lên rồi, nhưng chúng con vẫn thấy rằng hình như càng lớn lên càng lắm chuyện, càng lớn lên càng lắm tội, càng già càng thấy khổ, càng lớn tuổi càng thấy sợ, càng thấy ngại ngùng. Ba cô gái đang ở trước mặt chúng con đây, bây giờ đang trẻ như thế này, mà 5 năm nữa, 10 năm nữa, 20 năm nữa hoặc 50 năm nữa, xin chào ba bà lão. Lúc đó chúng con sẽ thấy càng thêm tuổi càng thêm khổ. Mẹ ơi, xin cho chúng con câu trả lời thứ hai, sao cho hết khổ, sao được về trời với những người càng ngày càng lớn tuổi. Trẻ qua đi mình nay thêm tuổi mới, càng lo thêm nhiều cho cái chết gần bên.
Bây giờ thì chúng con biết rằng người ta sợ thêm tuổi thì xấu đi, yếu đi, già đi và cô đơn. Bây giờ thì chúng con biết rằng chúng con có phúc vì chúng con được sinh ra làm con Chúa. Chúng con được lớn lên bơi lội dìm mình vào trong đại dương lòng thương xót Chúa. Và chúng con không cô đơn vì biết rằng cho dù cha mẹ có bỏ tôi rồi, vẫn còn có Đức Chúa Trời đỡ nâng. Và chúng con biết rằng mỗi lúc chúng con thêm tuổi là mỗi lúc chúng con thêm khôn ngoan, thêm nhân đức, dễ thương, dễ mến trước mặt Thiên Chúa và mọi người như Giê-xu con của mẹ. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giê-xu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giê-xu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giê-xu con lòng bà gồm phúc lạ. Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Mẹ ơi, nói thật với mẹ, con cũng lo lắm vì tuổi cũng đã cao mà ơn phúc thì chả có bao nhiêu. Con cũng lo lắm vì nhiều lần con tự hỏi mình bao nhiêu tuổi này rồi mà sao vẫn chưa làm được gì cho sáng danh Chúa, sáng danh mẹ. Đến lúc con được dìm mình vào đại dương lòng Chúa thương xót, đến lúc con được dắt đến với lòng Chúa thương xót thì con mới nhận ra rằng càng thêm tuổi thì phải càng thêm lòng tín thác. Càng có lòng tín thác bao nhiêu thì càng được bình an và hạnh phúc bấy nhiêu. Ấy thế nhưng mà lúc con khỏe con nói thì hăng lắm, lúc con khỏe con nói thì mạnh lắm. Chợt đi bác sĩ khám bệnh, xin thành thật chia buồn vì đến thời kỳ cuối. Xin thành thật chia buồn, chúng tôi đã bó tay hết sức nhưng đành bó tay, phó mặc cho trời. Cái bệnh nó kéo đến thì sao hả mẹ? Được cứu chúa để sang tâm hồn.
con cậy tin lòng thương xót Ngài, con cậy tin khi ôm đau được giống Chúa hơn, dâng đời mình dâng Chúa những bệnh tật, xin dâng Chúa hay ho tham đau khổ nhân loại, đến với Ngài để đường xót thương được cứu chữa thế gian tâm hồn. Giêsu là lương nghi duy nhất của tôi, dâng khổ đau dâng lên Chúa trời, dâng khổ đau cầu cho kẻ tội lỗi án nan, mau trở về bên Chúa với lòng thành, mau trở về đến với Chúa sẽ được cứu độ. Chúa Giêsu đã chết vì nhân loại, đến với Ngài để đường xót thương được cứu chữa thế gian tâm hồn. Giêsu là lương nghi duy nhất của tôi, Giêsu là lương nghi duy nhất của tôi, Giêsu là lương nghi duy nhất của tôi. Giêsu là lương y duy nhất của tôi. Mẹ ơi, có phải Giêsu con mẹ là lương y duy nhất của mỗi người chúng con không? Nếu quả thật là như vậy, thì tại sao khi con đau ốm, con bệnh tật, con không chạy đến với Giêsu mà con lại vái tứ phương? Nếu quả thật là như vậy, khi con được gặp thầy, gặp thuốc, con không cảm ơn Giêsu là vị lương y đã hướng dẫn các thầy thuốc để trị bệnh cho con? Nếu quả thật là như vậy, thì tại sao khi con chạy đến với Giêsu con của mẹ, người ta lại bảo là con mê tín, lại bảo là con cái gì cũng xin, chỉ xin thôi? Con nghèo con mới xin chứ, con không có con mới xin chứ, con đau bệnh con mới xin chứ, con đầy đủ con cần cái gì? Con khỏe mạnh con cần cái gì? Con đầy đủ rồi, con ngon rồi, con đâu cần Giêsu con của mẹ đâu. Và như thế thì làm sao mà con được cứu độ? Ai tin vào Ngài thì được cứu độ, ai không tin thì bị luận phạt rồi. Con tin vào con của mẹ, con tín thác vào lòng thương xót của Đức Giêsu con của mẹ. Cho nên chúng con đây, mẹ nhìn đi, đứa thì ung thư, đứa thì tàn tật, đứa thì xe lăn, người thì lụ khà lụ khụ, người thì ngơ ngơ ngáo ngáo, kẻ thì điếc điếc lắc lắc câm câm khùng khùng, toàn là một lũ con đau ốm bệnh tật mù lòa điếc lắc không à mẹ ơi. Mà mẹ nhìn đi, cả bao nhiêu đứa con xì ke ma túy nó cũng là bệnh đấy chứ. Còn bao nhiêu người khô khan nguội lạnh tội lỗi bỏ Chúa, họ cũng là bệnh đấy chứ. Rất bệnh nữa là khác. Và căn bệnh ung thư này, căn bệnh ung thư tâm hồn này mới khủng khiếp mẹ ạ. Và cảm ơn mẹ đã gửi các mục tử đến đây với giáo điểm tin mừng, với vườn hòa giải, để các ngài là những lương y, là những bàn tay của Giêsu con của mẹ giơ ra và chữa lành những căn bệnh ung thư tâm hồn,
70 năm, 50 năm, 60 năm, cái khối u đó bác sĩ nào mà giải phẫu được, bác sĩ nào mà dám đụng tay vào cái khối u khủng khiếp như vậy đấy mẹ ạ. Vậy mà chỉ một lời, ta tha tội cho con, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Thế là con của mẹ được khỏe, con của mẹ như được phục sinh, con của mẹ như được sống lại, như là một con người mới, con người hoàn toàn mới, mẹ biết không? Chúng con vui lắm. Vui vì không phải ở đây chỉ những con người bệnh tật thân xác được chữa lành. Đối với Giê-xu con của mẹ có gì đâu. Chỉ một lời thôi, ông về đi, con của ông được khỏi. Chỉ một lời thôi, hãy trỗi dậy vác chõng mà về, đâu có gì là khó. Nhưng để chữa những căn bệnh tâm hồn, Giê-xu con của mẹ phải lặn lội từ trời cao xuống thế. Phải 3 năm đi rao giảng, đi chữa lành, đi loan báo, và cuối cùng là thất bại, ê chề chết nhục nhã trên cây thập giá. Phải như vậy đó mới đem được những đứa con hoang đàng về, mới chữa được những căn bệnh tâm hồn. Phải như vậy đó, cái liều thuốc cực mạnh là máu và nước từ trái tim Chúa Giê-xu con của mẹ đổ ra không còn một giọt nào thì mới chữa được những căn bệnh đó. Wow, tạ ơn Chúa, cảm ơn mẹ, hôm nay con đã tìm được câu trả lời rồi. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giê-xu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giê-xu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giê-xu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Nhà bè nước chảy chia đôi, ai về gia đình Đồng Nai thì về. Mẹ ơi, bây giờ xin mẹ đến với nhà bè chúng con, cái nhà bè hoang sơ, hoang vắng, hoang dại này đã được máu của Đức Giê-xu con của mẹ tưới gội, bây giờ nó trổ ra bao nhiêu những bông hoa. Đấy, mẹ nhìn những bông hoa rực rỡ, xanh trắng đỏ tím vàng. Mẹ nhìn những bông hoa đấy, nhà bè nước chảy chia đôi, mẹ đang nghe tiếng rì rào như là tiếng sóng vỗ. Vâng, những tiếng sóng đó như tiếng lòng của những đứa con mẹ, những tiếng lòng của những đứa con của mẹ nức nở vì tội lỗi của mình, nức nở vì được xót thương những đứa con của mẹ, vui mừng vì được mẹ đưa về với lòng thương xót của Chúa. Nước chảy chia hai, ai về gia đình Đồng Nai thì về. Rằng tôi ở tận phương xa, tôi đi kiếm Chúa, tôi bên nhà mẹ. Chúa ơi, bỏ Chúa lâu rồi,
bỏ quên lời nguyện, bỏ quên kinh cầu. Con đi qua mấy dặm trường, trần gian tuy rộng sao cao bằng người. Chúa ơi, tình Chúa bao la, lòng thương xót Chúa con xin nguyện cầu. Đời con đã lắm ưu phiền, lòng con hạn hẹp, bước sao cho vừa. Ai mang theo được trần gian, mang theo danh vọng, mang theo bạc tiền, con về bên Chúa đây rồi. Từ nay con nguyện phục đầu ăn năn. Nước chảy chia hai, ai về gia đình đồng nai thì về. Rằng tôi ở tận phương xa, tôi đi kiếm Chúa, tôi bên nhà mẹ. Chúa ơi, bỏ Chúa lâu rồi, bỏ quên lời nguyện, bỏ quên kinh cầu. Con đi qua mấy dặm trường, trần gian tuy rộng sao cao bằng người. Chúa ơi, tình Chúa bao la, lòng thương xót Chúa con xin nguyện cầu. Đã lắm ưu phiền, lòng con hạn hẹp, bước sao cho vừa. Ai mang theo được trần gian, mang theo danh vọng, mang theo bạc tiền, con về bên Chúa đây rồi. Từ nay con nguyện cuối cùng sinh lão bệnh rồi cũng phải tử, tức là phải chết. Làm người ai cũng phải chết. Mà cái chết như thế nào đây? Cái chết là một điều đáng khiếp sợ. Cái chết là điều mà ai cũng muốn tránh, nhưng làm sao tránh khỏi cái chết ấy? Cuối cùng cũng phải chết. Mẹ ơi, hôm nay chúng con đến với mẹ với bốn cái vấn đề quá lớn: sinh, lão, bệnh, tử. Xin mẹ cho chúng con tìm được lời giải đáp ấy để cho chúng con được về trời, được lên trời với mẹ. Mẹ ơi, xin hãy đến với chúng con trong giây phút này. Xin hãy đến với chúng con trong giây phút cuối cùng như kinh kính mừng mà chúng con vẫn cầu nguyện. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Con
ai sống mà không sợ chết, vì chết rồi biết sẽ đi về đâu, cuộc đời sau sẽ như thế nào. Người đời coi cái chết là chấm hết. Đi về với lòng thương xót Chúa, xem cái chết là cuộc khai hoàn. Về nước trời người trong trong lên, hương hạnh phúc nơi nơi bên mẹ. Lòng thương xót chết là chưa hết, xem cái chết là của trở về. Lên trời cao Chúa, xem cái chết là cuộc khai hoàn. Về nước trời người trong trong lên, hương hạnh phúc nơi đây bên mẹ. Giê-xu ngày xưa cũng chết, Chúa phục sinh chiến thắng tử thần. Biết tin thắp vào Chúa xót thương, sẽ ra đi bình an trong Chúa. Đi về với lòng thương xót Chúa, xem cái chết là cuộc khai hoàn. Người trong trong lên, hương hạnh phúc nơi nơi bên mẹ. Hương hạnh phúc nơi nơi bên mẹ. Tin mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giê-xu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giê-xu con lòng bà gồm phúc lạ. Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giê-xu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Cảm ơn mẹ nha. Cảm ơn mẹ vì chiều hôm nay những vấn đề nổi cộm, những vấn đề lớn, những vấn đề mà bao thời đại con người mày mò tìm kiếm, bao nhiêu vị sáng lập tôn giáo, bao nhiêu triết gia, bao nhiêu hiền nhân đã khắc khoải tìm kiếm ý nghĩa của cuộc sống, ý nghĩa của cuộc đời, sinh ra để làm gì, sống để làm gì, chết rồi đi đâu. Hôm nay dưới ánh sáng của lời Chúa, dưới ánh sáng của những mặc khải lòng Chúa thương xót của Chúa qua Thánh Faustina, chúng con đã tìm được những câu trả lời rất đơn giản. Chúng con sinh ra là món quà Chúa trao ban cho nhân loại. Chúng con được làm con người, được làm con Chúa là ân huệ của lòng Chúa thương xót.
càng lớn lên, chúng con càng thêm tuổi, thì chúng con càng đón nhận nhiều ân phúc, lòng Chúa thương xót hơn. Chẳng có gì buồn bã, lo sợ khi tuổi già đã đến. Ốm đau bệnh tật của chúng con là dịp để chúng con kết hợp những đau khổ của mình với đau khổ của Chúa trên thập giá để đem lại ơn cứu độ cho nhân loại. Ốm đau bệnh tật là dịp để chúng con khiêm tốn hơn mà chạy đến với Chúa. Vì khi chúng con khỏe, khi chúng con trẻ, khi chúng con còn đang lên, chúng con cần gì đến Chúa? Khi chúng con già yếu, ốm đau bệnh tật, lúc đó chúng con mới cần đến Chúa. Và Chúa lúc nào cũng sẵn sàng dang rộng bàn tay ra đón chúng con trở về với Ngài khi chúng con lìa cõi đời này. Muốn lìa cõi đời này trở về với Chúa ra đi trong bình an, chúng con chỉ có một con đường duy nhất mà Đức Giêsu con mẹ đã chỉ cho chúng con. Con đường đó là con đường lòng thương xót Chúa. Những ai cầu nguyện lòng thương xót của ta, loan báo lòng thương xót của ta, loan truyền và làm chứng cho lòng thương xót của ta, ta sẽ bảo vệ họ như vinh quang của ta. Ta sẽ chăm sóc họ như người mẹ chăm sóc con thơ. Không kẻ thù nào làm hại được họ. Và giờ ra đi của họ là giờ ra đi trong bình an. Vâng, giờ ra đi trong bình an thì còn gì là sợ cái chết, còn gì là thấy đời là bề khổ, còn gì mà lo lắng. Hãy tín thác hoàn toàn vào Chúa như mẹ. Vâng, xin mẹ giúp chúng con về trời với trọn niềm tín thác. Yeah.
mời những anh chị em ở trong nhà thờ chúng ta ngồi, và những người từ bên ngoài chúng ta đứng lên. Ở bên ngoài từ hàng rào sau chúng ta trở về sau chúng ta đứng lên. Mẹ ơi, chúng con đến với mẹ chiều hôm nay thấy thoải mái lắm, thấy nhẹ nhàng, nhẹ lòng lắm. Vì tất cả những gánh nặng sinh lão bệnh tử mẹ đã gánh, giờ đây mẹ mời gọi chúng con ra đi để đem lời của Chúa đến cho mọi người, để sống lời của Chúa. Chỉ khi nào chúng con nghe và làm theo lời của Chúa thì chúng con mới được về trời giống mẹ. Xin mẹ hãy cùng với chúng con hát lên lời kinh hòa bình, lời kinh mà tóm gọn tất cả những điều mà mẹ muốn dạy, Chúa muốn nói với chúng con để được về trời. Đó là tìm yêu mến người hơn được người mến yêu, tìm hiểu biết người hơn được người hiểu biết, tìm tha thứ người hơn được người thứ tha, vì biết rằng chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời. Giờ lên đường, giờ phải ra đi. Mỗi người anh chị em hãy nhìn lên mẹ. Mỗi người hãy dành những giây phút thinh thiêng, thinh lặng, thiêng thánh nhất, và nói với mẹ, dâng lên mẹ những ước nguyện sâu lắng thầm kín nhất của mỗi người. Khép lại buổi cầu nguyện với chủ đề sao được lên trời. Hãy dâng lên mẹ những ước nguyện sâu lắng thầm kín nhất của mỗi người. Mẹ ơi, chúng con muốn dâng lên mẹ ước nguyện của chúng con. Muốn dâng lên mẹ những ước nguyện sâu lắng nhất là cho chúng con được ra đi làm tông đồ lòng Chúa thương xót. Chúng con được ra đi vì giờ đã điểm. Chúng con phải ra đi vì giờ đã điểm. Chúng con nên ra đi vì giờ đã điểm. Không chần chừ, không bịn rịn, không quyến luyến,
mạnh dạn ra đi làm tông đồ của lòng Chúa thương xót, đem lòng Chúa thương xót đến cho mọi người bằng chính cuộc sống của chúng con, lời chứng của chúng con, lời chứng của một người sẵn sàng ra đi, lời chứng của một người sẵn sàng vâng phục, một người lời chứng của một người sẵn sàng bỏ lại hết tất cả những gì không thuộc về Chúa mà ra đi loan truyền lòng Chúa thương xót, làm tông đồ của lòng Chúa thương xót đến mọi người và mọi nơi. Ra đi vì giờ đã đến. Chúa đã đến.